Các bạn nhìn này, ở cái vũng nước xa xa đằng kia có một con rắn đang bơi đó. Đó. Bây giờ chúng ta đi qua bên đó xem thử đây là con rắn gì. Mà không biết mình qua tới bên đó còn kịp hay không nữa. May quá các bạn. Nó vừa mới chui vào cái khe đá xong nó lại chui ra. Đúng lúc là mình cũng tới. Mình đã kéo nó ra và di chuyển lên trên gò cao để quay cho các bạn xem. Con rắn này nó có thân màu đen và những sọc vàng hẹp xen kẽ. Nhìn từ xa thì mình cứ tưởng là cặp nia, nhưng mà qua đây thì không phải. Đây là con rắn rầu cây nha các bạn. Con rắn này thì nó có nọc độc nhẹ. Loài này nằm trong họ rắn nước. Nó có cặp răng nanh của nó thì nó nằm sâu ở trong hàm, giống kiểu như những con rắn hoa cỏ cổ đỏ là gì đó. Loài rắn này thì rất là dễ bị kích động, khi mà bị khiêu khích nó sẵn sàng tấn công đó. Con rắn rầu cây này thì nó hoạt động chủ yếu là về ban đêm, còn ban ngày thì mình thấy hay thấy nó nằm trên những cái cành cây cao, nó nằm phát vẻo trên những cành cây như vậy. Cái loài rắn này thì nó săn bắt chim, chuột và những cái loài rắn nhỏ hơn để làm thức ăn nè. Rất là to.